dự án đó để cho mình biết được là nó có hiệu quả về mặt tài chính hay không. Thì các cái chỉ tiêu hiệu quả về mặt tài chính đó thì chúng ta cũng đã tìm hiểu nhiều trong những cái môn tài chính, ví dụ như NPV rồi IR rồi PR chẳng hạn. Tuy nhiên thì đó là nó trong cái môn đó thì họ cũng chỉ giải thích sơ sơ thôi. Còn áp dụng cái môn đó vào trong cái dự án á, thì chuyên ngành dự án thì nó có những cái chỉ tiêu từ thấp đến cao, và yêu cầu chúng ta là phải biết ý nghĩa ưu nhược điểm của từng cái chỉ tiêu đó. Thì cái chỉ tiêu đầu tiên mà người ta sử dụng để mà thẩm định tài chính dự án đó là chỉ tiêu đơn giản nhất, đó là thời gian hoàn vốn. Hoàn vốn được định nghĩa là cái khoảng thời gian mà các nhân lưu đi vào của dự án vừa đủ để bù đắp các cái chi phí vốn đầu tư ban đầu, rồi kể từ cái thời điểm đó là xem như là có lời, xem như là có lời. Thì cái chỉ tiêu thời gian hoàn vốn này thì được người ta biết đến từ rất là sớm. Ví dụ như khi mà mình không có cái khái niệm gì về tài chính tiền theo thời gian hay gì đó, thì khi mà người ta đầu tư, người ta bỏ ngân hàng hay người ta làm một cái gì đó, trong dân gian người ta cũng nói là bao nhiêu thì lấy lại được cái vốn đó, rồi bao nhiêu lâu thì mình mới có lời. Ví dụ như là mình đầu tư vào một cái quán cà phê đi, thì mình bỏ ra mặt bằng, cơ sở vật chất rồi thiết bị rồi này kia thì hết 10 triệu, thì mình phải hoạt động với khoảng 3 tháng chẳng hạn thì mình mới lấy lại cái đầu tư ban đầu đó, rồi kể từ đó mình mới có lợi nhuận. Thì cái thời gian hoàn vốn này là cái chỉ tiêu người ta biết đến sớm nhất và đầu tiên. Và cái khi mà người ta không có khái niệm gì về về tiền của giá gian, người ta chỉ biết tới cái thời gian hoàn vốn giãn đơn, thời gian hoàn vốn giãn đơn. Ví dụ như đây chúng ta thấy ký hiệu là PP, là vốn dự án vừa đủ để bù đắp chi phí và vốn đầu tư ban đầu. Đấy, gọi là cái thời gian hoàn vốn giãn đơn. Giãn đơn người ta cứ cộng dồn lại khi nào được cái số tiền bỏ ra thì xem như là thời gian hoàn vốn. Ví dụ bỏ ra 1.300, thì như vậy đương nhiên là chưa có tới cái cuối năm 2 thì lấy lại được, chưa có hoàn vốn. Như vậy tiếp tục tới cái của mình trở đi như là thế. Như vậy thì dân gian người ta họ nghĩ tới là như thế. Nhưng mà cái thời gian hoàn vốn giãn đơn nó vì nó giãn đơn quá nên đó là nó có rất nhiều những cái nhược điểm, những cái khuyết điểm mà mình phải thì giãn đơn. Người ta thử dùng cái công thức này để tính toán cái thời gian hoàn vốn đơn. Ví dụ như ở cái người ta lấy cái ví dụ nó luôn là cuối năm thứ ba, cuối năm thứ ba. Như vậy thì trong thực tế thì có bao giờ mà nó chuẩn như thế. Nó thời gian hoàn vốn của mình có thể là 3 năm mấy tháng, rồi PP bằng N cộng cho sigma của cái ngân lưu từ thời điểm 0 cho tới thời điểm thứ N, rồi chia cho cái ngân lưu tại thời điểm N cộng 1. N là cái số năm mà tại đó cái dòng tiền tính từ năm 0 cho tới cái năm đó thì nó vẫn còn không, nó vẫn còn âm, Nhưng mà tới cái năm tiếp theo á thì nó đã dương, có nghĩa là nó dư ra rồi, Như vậy á, thì cái thời gian hoàn vốn mình nó nằm đâu đó giữa giữa N và N cộng 1. Như vậy thì chúng ta thấy là cái công thức của chúng ta là người ta khái quát hóa nó là như thế. Chúng ta xem cái ví dụ này. Chúng ta thấy là tính thời gian hoàn vốn giãn đơn cho nó
ban đầu là tính tới cuối năm thứ nhất vẫn còn trừ 800, trừ 800 đúng rồi. Rồi tới cuối năm thứ hai là còn trừ 400, tính tới cuối năm thứ ba là còn trừ 100, nhưng mà tính tới cuối năm thứ tư thì nó đã dư 260 mất rồi. Có nghĩa là cái thời gian hoàn vốn giãn đơn của mình nó nằm đâu đó giữa 3 năm mấy tháng này, chưa tới 4 năm nhưng mà cũng đã hơn 3 năm. Như vậy thì người ta họ sẽ áp dụng cái công thức này vào. N sẽ bằng cái gì? Đó là cái N là cái năm mà tính tổng giá trị dòng tiền từ cái năm 0 này tới cái năm thứ N này thì nó vẫn còn âm. Nó vẫn còn âm. Nhưng mà tới cái năm N cộng 1 thì nó dương mất rồi. Vì vậy N ở đây là bằng 3. Bằng 3. Rồi cộng với cái theo công thức mà làm cộng với tổng cái ngân lương của dòng tiền từ năm 0 cho tới N tới N từ năm 0 cho tới năm cuối năm thứ ba là bằng trừ 100. Và lấy trị tuyệt đối của nó chia cho cái ngân lưu tại thời điểm N cộng 1. Đấy, N cộng 1 tức là năm thứ tư thì 360. Như vậy là bằng 3,28 năm. 3,28 năm. Thì nếu như mình quy ra một năm có 12 tháng thì 0,28 năm có bao nhiêu tháng thì mình có thể tính ra được 3 năm 3 tháng. Thì đó là cái thời gian hoàn vốn giãn đơn, hoàn vốn giãn đơn. Như vậy thì bây giờ mình sử dụng cái thời gian hoàn vốn giãn đơn này để mà lựa chọn những cái dự án loại trừ nhau thì chúng ta sẽ thấy những cái nhược điểm của nó. Ví dụ như mình có ba cái dòng tiền của ba cái dự án này, mình chỉ được làm một cái thôi. Mình phải xem cái dòng tiền của cái phương án nào tốt hơn thì mình chọn nó dựa vào cái chỉ tiêu thẩm định hiệu quả tài chính là PV. Đấy. Thì bây giờ mình thấy rằng đó là mình so sánh cái dòng tiền của số 1 với cái dòng tiền số 2. Thì mình thấy rằng đó là từ cái khúc đầu cho tới cái khúc năm thứ ba này, năm thứ tư là nó giống nhau hết. Là nó giống nhau hết. Có nghĩa năm hết dòng tiền trên nó tốt hơn cái dòng tiền dưới. Mình chỉ dùng cái chỉ tiêu PP để mà tính toán xem là cái dự án nào nó tốt hơn, rồi nó ít rủi ro hơn, thì mình sẽ kết luận là hai cái dự án này là nó rủi ro giống nhau và nó tốt giống nhau. Đấy. Tại vì nguyên từ cái chỗ đầu cho tới cái chỗ cuối năm thứ tư á, thì mình thấy nó giống nhau hết. Mà cái thời gian hoàn vốn giãn đơn, cái công thức tính thời gian vốn giãn đơn của mình á, thì chỉ cần số liệu từ cái năm thứ ba tới năm thứ tư này thôi. Như vậy thì cuối cùng khi mà mình tính PV thì nó đều cho ra cái số liệu giống nhau là 3,33 năm. Như vậy bây giờ mình nói rằng hai cái dòng tiền này nó tốt như nhau, rồi nó rủi ro như nhau, tốt như nhau. Như vậy là không có đúng. Tại vì cái dòng tiền số 1 thì nó tốt hơn dòng tiền số 2, mình cũng thấy. Tức là cái chỉ B này nó không cho mình biết được những cái ngân lưu phía sau cái thời điểm hoàn vốn thì nó nhiều hay ít như thế nào. Nhiều ít như thế nào. Nó chỉ quan tâm từ cái thời gian đầu tiên cho tới cái thời điểm hoàn vốn thôi. Chứ nó không có tính tới những cái ngân lưu phía sau. Ngân lưu phía sau. Mà phía sau nó bao nhiêu hay ít hơn bao nhiêu gì đó thì không thấy. Vì thế điểm đầu tiên của BB là điểm đầu tiên là không thấy NCF sau. Rồi bây giờ tới cái dòng tiền số 3. Dòng tiền số 3. Dòng tiền số 3 bây giờ mình so sánh nó với cái dòng tiền số 1. Sau. Và mình tính hoàn vốn giãn đơn á thì mình cũng thấy ba đều là ý 38, 3,38 cả. Đấy. Thì mình thấy nó đều như nhau hết, như nhau hết, kể cả ngân lương phía sau nó cũng như nhau. Rồi mình kết luận rằng đó là giống nhau, MVP là giống nhau và PV như vậy hai dự án này là tốt như nhau.
tốt như nhau. Đấy. Chỗ này nó chỉ đổi thứ tự thôi, 500, 400, 300, 300, 400, 500 thì cộng dồn lại nó cũng như vậy. Thế là giao rủi ro như nhau và tốt xấu như nhau. Ta chọn cái dòng tiền nào. Đấy. Như vậy chắc chắn là mình sẽ chọn cái dòng tiền số 1 chứ mình không có chọn cái dòng tiền số 3 đâu. Tại vì sao? Tại vì cái dòng tiền số 1 này á nó có vẻ ít rủi ro. Thứ nhất mình đã thu hồi được 400-500 triệu rồi trong khi rồi tới năm thứ hai á, là tổng cộng mình đã thu hồi được 900 rồi, cái dòng tiền thứ ba tổng cộng mình tới năm của năm thứ hai mình thu hồi được mới có 700. Đấy. Vì vậy nên đó là đối với cái việc mà mình đầu tư cho một cái dự án hay là mình làm cái việc gì đó thì cái rủi ro nó lúc nào nó cũng luôn luôn là nó thường trực. Như vậy nếu như mình lấy lại vốn của mình càng sớm thì càng tốt, sớm thì càng tốt chứ chứ mình không có mong muốn là tới cuối cái thời điểm đó mình mới lấy cái số tiền đó, lỡ mà đang làm cái rồi xong Covid nó xảy ra cái rồi dừng lại thì sao, rồi lỡ mà đang làm thì chính phủ thay đổi chính sách pháp luật điều tra, hay là lỡ mà đang làm thì thiên tai dịch họa hay là này kia thì dự án này phải dừng lại thì sao. Vì thế nên nó là chắc chắn là chúng ta sẽ không có lựa chọn cái dòng tiền số 3 đâu, mà mình sẽ lựa chọn cái dòng tiền số 1. Cái này á là về mặt dân gian, về mặt cảm tính, về mặt người bình thường không có khái niệm gì về tài chính thì họ cũng có thể thấy được điều đó, tại vì đó là sự thật, đó là sự thật. Nhưng mà khi mình học ấy thì mình thông qua những cái chỉ tiêu như NPV này nọ thì mình có thể hiểu được vì sao mình lại chọn như thế. Tại vì NPV là nó đưa tất cả những dòng tiền từ những năm khác nhau về năm không, mà rõ ràng rằng đó là cái tiền nào mà nó càng gần cái năm không này á mà mình đưa nó về càng sớm thì càng tốt thì NPV nó sẽ càng cao. Đấy. Còn cái này mà mình đưa về á thì tiền có giá trị thời gian, mà 500 triệu ở cái thời điểm cuối năm thứ nhất này nó rất khác với 300 triệu ở thời điểm năm thứ nhất này. Vì thế nên đó là nếu mà tính NPV thì mình sẽ thấy là cái dòng tiền rất nhiều về tài chính thì họ cũng có thể cảm thấy được như thế. Như vậy thì chúng ta thấy là nếu như dựa vào PP để mà tiền này giống nhau là không có đúng. Như vậy cái nhược điểm thứ hai của PP đó là cái hình dạng của dòng tiền, hình dạng tốt xấu nó không quan tâm, nó không tính được. Nên hai cái hình dạng cái dòng tiền trên nó tốt hơn nhưng mà dưới thì xấu hơn nhưng mà nó không không phát hiện ra. Thứ ba đó là nó không tính tới tiền của giá trị theo thời gian. Nó không tính vì cái thời gian hoàn vốn giãn đơn này nó có nhiều cái nhược điểm như vậy. Nên đó là về sau nghiên cứu về tài chính thì người ta bổ sung cho nó một cái yếu tố đó vào, bổ sung một yếu tố đó vào đó là có chiết khấu. Có chiết khấu bây giờ mình muốn chiết khấu bao nhiêu, ví dụ như là chiết khấu theo cái số sinh lời hỏi tối thiểu chẳng hạn nhưng mà có chiết khấu thì ký hiệu là DPP, DPP. Nghĩa chiết khấu người ta đưa vào thôi, còn BP thì ăn vốn giãn đơn. Thay vì vậy thì giờ nó là thời gian không có chiết khấu. Như vậy thì người ta tính bằng cái công thức này. Thì trong này là T1 là cái thời điểm T2, T1. Còn cái FT2 với FT1 là tổng dòng tiền từ cái năm 0 cho tới cái năm T2, dòng tiền từ năm 0 cho tới năm T2.
À, tiếp tục. À, để cho nó cụ thể thì chúng ta đi vào cái ví dụ. Cho cái dòng tiền trên này. Như vậy thì bây giờ mình đặt Y là FT là cái hàm số mà tính tổng giá trị của ngân lưu từ thời điểm 0 cho tới thời điểm T. Đấy. Với cái suất chiết khấu mà nhà đầu tư mong muốn là 10%. Có nghĩa là FT là tổng giá trị đồng tiền từ năm 0 cho đến năm T. Đấy. Như vậy bây giờ mình cho nó là F0. F0 là tổng giá trị dòng tiền từ năm 0 cho tới năm 0. À, như vậy tổng giá trị dòng tiền từ năm 0 cho tới năm 0 thì nó là 500, 500 tính tính tại năm 0. Như vậy chưa có hoàn vốn. Đây này chưa có hoàn vốn, bé hơn 0. Rồi, F1. F1 là tổng giá trị dòng tiền từ năm 0 cho tới năm thứ 1. 1. Thì theo cái nguyên tắc tiền của giá trị của thời gian thì bỏ ra 500 triệu ở cái thời điểm năm 0 này tính tới cuối năm thứ 1 này á thì nó sẽ phải chịu một cái mức chiết khấu là 10%, 10%. 500 triệu ở năm 0 này thì tương đương với 500 nhân với 10% 50, tương đương với 550 triệu ở cái năm cuối năm thứ nhất. Đấy. Tiền của giá trị từ thời gian mà. Như vậy tương đương với 550 triệu của tính tới cuối năm thứ nhất. Rồi cái trừ 100 thì ở tại cuối năm thứ nhất rồi nên mình cộng nó lại ở thời điểm đó luôn. Như vậy tổng cộng giá trị dòng tiền từ năm 0 tính tới cuối năm thứ 1 là trừ 650 triệu, như vậy vẫn bé hơn 0, chưa có hoàn vốn. À, bây giờ tới F2. F2 là tổng giá trị dòng tiền từ năm 0 cho tới năm thứ 2. Năm thứ 2. Như vậy thì 500 triệu ở cuối năm thứ 0 này bây giờ tính tới cuối năm thứ 2 á thì nó trải qua hai lần chiết khấu. Nó trải qua hai lần chiết khấu. 100 triệu của cuối năm thứ nhất này qua năm thứ 2 này trải qua một lần chiết khấu, một lần giá trị 10%. Rồi cộng với cái ngân lưu tại thời điểm cuối năm thứ hai. Như vậy thì cuối cùng á là trừ 415 triệu. Như vậy chưa có hoàn vốn, chưa có hoàn vốn. Rồi bây giờ tới cái F3 là tổng giá trị dòng tiền từ năm 0 cho tới năm thứ ba này. Đấy, thì tương tự như vậy, cũng đưa nó tới rồi cộng với cái 280 ở năm thứ ba này thì mình thấy nó bằng trừ 176,5. Như vậy bé không, cũng chưa hoàn vốn. Rồi bây giờ tính tới cuối năm thứ tư. Cuối năm thứ tư thì mình cứ đưa những cái này tới cuối năm thứ tư. Cái này trong môn tài chính thì chúng ta biết rồi, tiền giá trị thời gian cộng với cái ngân lưu dòng tiền tại cuối năm thứ tư thì mình thấy nó lại bằng 5,85, dương mất rồi, dương mất rồi. Như vậy điều đó có nghĩa là cái dòng tiền của mình nó bằng không ở đâu đó giữa cái thời điểm 3 và 4. 3 và 4 nằm đâu đó giữa cái thời điểm 3 và 4 này. Đấy, nó chính là cái thời điểm mà dòng tiền của mình bằng không, có nghĩa là hoàn vốn. Đấy. Nhưng mà nó mình tính như vậy á, năm thứ ba thì nó chưa, tính năm thứ năm thì dư. Như vậy á, thì người ta sẽ thông qua cái phương pháp chia cung và người ta tổng quát hóa lại thành cái công thức đó. Thì đây chính là cái thời điểm mà T1 bằng 3. Còn đây chính là cái thời điểm mà T0 T2 T2 bằng 4. 4. Như vậy còn còn cái ST1, ST2 nó là cái này. ST1, ST2 nó là cái này. Rồi. Rồi bây giờ mình đưa vào trong cái công thức này thôi. Đưa vào trong cái công thức này. T1, T2 mình có hết rồi, ST1, ST2 có hết rồi, như vậy tính toán ra được 3,97 năm. 3,97 năm, còn bao năm mấy tháng thì mình tùy mình đưa ra. Đấy. Như vậy đó là cái cách để mà người ta tính cái thời gian hoàn vốn có chiết khấu. Hoàn vốn có chiết khấu. Thì tại sao người ta lại ra cái công thức này? Tại sao ra công thức này? Thì thực ra mà nó thì nó là một cái phương pháp trong môn tài chính thì mình biết nó là cái phương pháp di cung.
nó là một cái phương pháp dây cung. Ví dụ như cái dòng tiền, cái dòng FT của mình, cái phương trình đường FT của mình nó có cái hình dạng như thế này. Đây là chuỗi thời gian, còn đây là FT, đây là thời gian năm không, đây là năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư. Như vậy á, thì năm thứ nhất á, thì có thể nó còn âm ở dưới này. Đấy. Năm thứ hai nó cũng âm ở đây, năm thứ ba nó cũng âm ở đây, nhưng mà năm thứ tư thì nó ở đây. Đấy. Như vậy thì cái dòng tiền của mình nó sẽ có dạng như, đại khái là nó có dạng như này. Đại khái là nó có dạng như vậy. Như vậy đây là cái đường ST. 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 Như vậy thì mình thấy là cái đường ST này đối với cái ví dụ này á, thì mình còn thấy là mình tính ra được, mình viết ra một cái phương trình bậc 4, bậc 4, và mình cho nó bằng không, rồi mình tính toán ra được cái điểm hòa vốn đó. Nhưng mà nếu như mà cái thời gian hòa vốn của một cái ví dụ khác nó nằm đâu đó giữa 5 với 6 thì sao? Mình phải viết ra một cái phương trình bậc 5, với một cái phương trình bậc 6, rồi mình cho nó bằng không, rồi mình tính cái giá trị t tại cái thời điểm mà nó bằng không. Nhưng mà tính từ cái phương trình bậc 5 trở lên đó là con người chưa có giải được rồi. Đấy. Tính từ cái phương trình bậc 5 trở lên là con người chưa giải được. Bậc 4 là còn có thể giải được, nhưng mà bậc 5 thì không thể tìm ra được cái chưa tìm ra được cái lời giải chính xác cho nó. Chứ chưa nói gì tới cái phương trình bậc 6, bậc 7, bậc 8, bậc 9, bậc 10. Đấy, rồi những bậc cao hơn. Vì thế nên là cái để mà tính ra được cái thời gian hoàn vốn có chiết khấu đối với cái dự án kéo dài nhiều năm như vậy á, tìm ra cái thời điểm chính xác á, là không có được, không có khó. Vì thế nên á, là người ta mới sử dụng một cái phương pháp dây cung, phương pháp dây cung hay còn gọi là phương pháp thử và sai, hay còn gọi là cái phương pháp gần đúng. Và như vậy thì cái thời điểm T là cái thời điểm này nó làm cho cái dòng tiền này nó bằng không. T nằm ở đây, T nằm ở đây, còn T1 nằm ở đây, còn T2 thì nằm ở đây, T2 nằm ở đây. Nhưng mà mình lại không giải được chính xác cái thời điểm T1 này, không thể, không thể. Vì thế nên á, người ta sẽ cố gắng xác định hai cái thời điểm gần nhất của T. Đó là cái thời gian T1, là tổng giá trị dòng tiền tính tới cái năm T1 này á thì nó vẫn còn âm, FT1 vẫn còn âm. Nhưng mà tính tổng giá trị dòng tiền tới cái năm T2 này á, đây, thì nó dương. Như vậy FT2 thì nó dương. Đấy. Như vậy biết được hai cái điểm này rồi, biết được hai điểm trên một cái đồ thị. Đấy. Thì mình sẽ vẽ được một mình sẽ xây dựng được một cái phương trình đường thẳng, một cái phương trình đường thẳng đi qua hai cái điểm này. Mình sẽ xác định được một cái phương trình đường thẳng đi qua hai cái điểm này, y bằng ax cộng b. Đó là cái bài toán của năm lớp 6. Khi mình biết hai cái điểm bất kỳ của một 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 đường thẳng thì mình sẽ xác định được cái phương trình của đường thẳng đó. Như vậy á, thì mình khi mình xác định cái phương trình đường thẳng này, y bằng ax cộng b, và mình cho nó bằng không, bằng không có nghĩa là mình giải ra được cái nghiệm này. Đấy. Cái nghiệm mà tại x mà tại đó nó làm cho y bằng không. Ừ. Thì cái đây chính là cái t sao trong cái công thức đó. À, mình giả định rằng đây là cái mình cho rằng đây là cái thời điểm hoàn vốn. Thực ra thì nó là một cái điểm này nè, nhưng mà tại vì không thể nào giải ra được cái đó, vì thế nên mình cứ thử 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 cho tới khi là nó còn âm, nhưng mà tới qua đây thì nó dương.
và cuối cùng mình xác định được phương trình hai điểm gần nhất, mình cho nó bằng không, và cuối cùng á là mình tính toán và mình chấp nhận một cái khoản sai số, và mình cho rằng cái x này sẽ bằng trừ b trên trên a. Thì đó chính thời điểm, đó chính là cái thời điểm mà hoàn vốn, thời điểm hoàn vốn. Như vậy chính xác thì nó là cái điểm này nhưng mà không tìm được, vì thế nên nó là nó có một cái khoảng sai số, nó có một cái khoảng sai số như vậy, và mình phải chấp nhận nó, chấp nhận nó. Chứ 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 nếu như là một cái phương trình bậc quá cao thì thực sự không có cách giải. Bây giờ có ráng lắm đi nữa giải được cái phương trình bậc 5 thì cũng là tới bậc 6 thì tính làm sao đây, rồi tới bậc 10, rồi bậc bậc 100 thì sao, 100 nghị. Như vậy thì không thì vĩnh viễn mình sẽ không bao giờ giải được hết tất cả những cái bậc của phương trình, dù cho có máy móc hiện đại cỡ nào đi nữa thì nó cũng không giải được, không giải được. Tại vì máy móc, máy tính, máy vi tính là do đầu óc của con người nghĩ ra, mà đầu óc của con người chưa có giải được phương trình bậc 5 thì làm sao mà máy móc giải được phương trình bậc 5 được. Nên nó là không có cách. Cuối cùng mới là người hiện tại người ta vẫn chấp nhận cái phương pháp dây cung này là phương pháp tương đối, nó tương đối. Thì theo cái công thức này của mình á, theo cái công thức này của mình thì thực ra nó là cái phương pháp dây cung mà người ta rút gọn lại cho mình nhanh thôi, để mà mình khỏi phải tính cái phương trình đường thẳng rồi mình cho nó bằng không rồi mình tính ra thôi. Đấy, vì nó có cái người ta đã tổng hợp nó lại thành cái công thức này thì mình chỉ việc áp dụng. Đấy, đó, cái vấn đề là chỗ đó. Như vậy thì cái thời gian hoàn vốn mà có chiết khấu á, nó là như vậy, nó là như vậy. Thì mình thấy là cái thời gian hoàn vốn có chiết khấu nó giải quyết được khá nhiều cái nhược điểm rồi. Thứ nhất đó là tiền có giá trị theo thời gian, tiền có giá trị theo thời gian, cái đó cái quan trọng nhất. Thứ hai, bây giờ mình xem cái ví dụ vừa nãy. Ví dụ vừa nãy mình nói cái dòng tiền số 1 và dòng tiền số 3, 1 và số 3. Hồi nãy mình nói cái dòng tiền số 1 á, là cái hình dạng của nó tốt hơn nhưng mà BP không phát hiện ra. Nếu mà vậy thì bây giờ dùng cái DPP thì mình thấy rằng á, là cái thời gian hoàn vốn giãn đơn của cái thời gian hoàn vốn có chiết khấu của dòng tiền số 1 là 4 năm 2 tháng, của dòng tiền số 3 là 4 năm 4 tháng, có nghĩa là nhanh hoàn vốn hơn, nhanh hoàn vốn hơn. Cái dòng tức là cái nghĩa là dòng tiền số 1 nhanh hoàn vốn hơn với dòng tiền số 3. Dòng tiền số 1 chỉ có 4 năm 2 tháng, dòng số 3 là 4 năm 4 tháng. Như vậy thì chúng ta thấy là cái DPP nó đã phát hiện được cái điều đó. Nếu mà tính tiền có giá trị theo thời gian thì cái dòng tiền số 1 sẽ hoàn vốn nhanh hơn, dòng tiền số 3 sẽ hoàn vốn chậm hơn. Vì thế nên dòng tiền số 1 là tốt hơn, tốt hơn. Vậy còn cái nhược điểm mà phía sau cái thời điểm hoàn vốn là 310, rồi ví dụ như giả định chỗ này là 310. 310. 310. Chỗ này là 360, 360. Thì cái DBB nó có phát hiện ra không? Thì nó không, nó lại không có phát hiện ra. Tại vì DBB á, à, mình tính tới cái thời điểm này thôi. Tính tới cái thời điểm này. Hay còn sau đó nhiều hay ít thì nó lại không có tính tiếp, nó không có tính tiếp. Vì vậy nên cái thời gian vốn có chiết khấu người ta nó vẫn có cái nhược điểm đó, nó không tính tới cái ngưỡng lưu phía sau cái thời điểm hoàn vốn. Mà phía sau cái thời điểm hoàn vốn thì cái dự án nào nhiều hay ít thì mình phải biết chứ, mình phải biết chứ, tại vì đó là lợi nhuận của mình mà. Mà trong cái thời gian hoàn vốn có chiết khấu thì người ta không có nói tới. Vì thế nên nó là nó vẫn còn cái nhược điểm đó, và người ta đã bổ sung thêm một cái chỉ tiêu khác nữa, đó là NPV. NPV vậy thì trước tiên chúng ta nói cái thời gian hoàn vốn này nó phụ thuộc vào cái yếu tố gì. Cái thời gian hoàn vốn này nó phụ thuộc rất nhiều vào
cái quy mô vốn đầu tư. Mình đầu tư nhiều á thì mình sẽ thời gian vốn rất là lâu, đầu tư ít thì thời gian vốn rất là nhanh. Rồi nó phụ thuộc vào cái lĩnh vực đầu tư, có những ngành á thì mình lấy lại vốn cũng nhanh thôi, tại vì mình đầu tư ít. Ví dụ như mình chỉ cần đầu tư một cái quầy bán bánh mì, rồi mình đẩy bánh mì đi bán thì nhanh thôi, mình sẽ lấy lại được cái tiền mà mình đầu tư cho cái xe đẩy đó. Đấy. Nhưng mà nếu như mà mình đầu tư vào một cái việc bán một cái quan mua một miếng đất để bán cái cà phê thì không biết bao lâu mình mới lấy lại được cái vốn đó. Mặc dù cái thời gian vốn này nó có cái nhược điểm là như thế, nhưng mà không phải là nó không có hiệu quả. Trong gần như tất cả những cái dự án thì người ta đều trình bày cái thời gian hoàn vốn có chiết khấu. Tại vì khi mà mình đầu tư bất cứ cái gì á thì đương nhiên mình rất là mong muốn được biết là khoảng bao lâu mình sẽ lấy lại vốn, dù cho mình biết NPV rồi này kia lời lỗ đó, nhưng mà mình vẫn muốn biết là bao lâu mình sẽ lấy lại vốn, và kể từ cái thời điểm đó thì mình có lời. Đấy. Giống như giờ mình đầu tư cái gì thì mình lúc nào cũng hỏi là cái đó thì bao giờ mình mới lấy lại vốn, bao giờ mình lấy vốn, đó là cái câu hỏi đầu tiên, chứ mình chưa chưa nghĩ gì tới chuyện là sau cái thời điểm hoàn vốn đó. Mình biết rằng sau cái thời điểm hoàn vốn đó nó là có lời, nhưng mà lời nhiều lời ít lời bao nhiêu á thì mình không 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 biết không biết vì vậy nên là người ta tính cái NPV. NPV thì nó không quan tâm tới cái nó không quan tâm tới cái thời điểm hoàn vốn, nó không quan tâm tới cái thời điểm hoàn vốn, mà nó xem trên tất cả cái dòng tiền, nó xem xét ngân lưu của tất cả trên cái dòng tiền, và nó đưa hết về năm không, cộng tại năm không, đưa hết về đây, đưa tất cả cái dòng tiền ở cái năm tương lai đưa về năm không, tại năm không. Như vậy xem rốt cuộc là lời hay lỗ, nhiều hay ít, à, đưa hết về đưa hết về một cái thời gian, mà cái thời gian đó là thời gian ở hiện tại, vì thế nên người ta gọi là hiện hiện giá, đưa về cái hiện cái giá trị đưa về hiện tại, thu hồi, thu hồi. Như vậy thì ý nghĩa của nó là như thế, đưa tất cả những dòng tiền như năm bất kể bất kỳ về năm hiện tại, để xem thử là những cái khoản lời lỗ, cái dòng tiền đi vào nó có đủ bù đắp cái dòng tiền đi ra hay là không. Đó, này là đi vào, có đủ bù đắp cái dòng tiền đi ra hay không. Giả sử như nếu như mà mình tính NPV của cái dòng tiền tính tới cuối năm thứ năm thôi, mình đưa về năm không và mình nó bằng không, thì cái cuối năm thứ năm này nó chính là thời điểm hoàn vốn, hay là mình tính tổng giá trị dòng tiền từ cái năm thứ sáu này, tất cả dòng tiền tính tới thời điểm năm thứ sáu mình đưa về năm không, tại năm không thì nó bằng không, thì 6 năm tính là cái thời điểm hoàn vốn. Nhưng mà nó đâu có bao giờ mà nó ít khi mà nó hên đến như vậy lắm, ít khi mà nó hên hên đến như vậy lắm. Nó khi mà mình đưa tất cả dòng tiền về năm không cộng tại năm không á thì thường là nó âm hoặc là nó dương thôi, có nghĩa là nó chưa hoàn vốn, hoặc là nó dư ra rồi, và nó dư nhiều hay dư ít. Và nó chưa hoàn vốn thì nó thiếu nhiều hay thiếu ít, chứ ít khi mà mình tính đến NPV mà nó lại bằng không. Lý thuyết là nó bằng không là nó có, nhưng mà trong thực tế thì lại gần như không có. Có nghĩa là chẳng lẽ là cái dự án này nó chỉ đủ để bù đắp chi phí, không có lời cũng chẳng lỗ nên nó là không có, rất khó có trường hợp đó. Như vậy thì cái đối với cái dòng tiền này mình đưa hết tất cả về năm không cộng tại năm không thì nó ra 213, thì đưa dòng tiền từ những năm quá khứ về năm trước đó thì có lẽ là người ta biết những cái công thức đó rồi. Ví dụ như 500 mà đưa về năm năm không thì
nó qua một cái năm, vì thế nên phải chia cho nó một cái suất chiết khấu nhà đầu tư mong muốn. Ở đây là 14%, 14%. Mình đưa nó ra tương lai nó có giá trị, thì mình đưa nó về hiện tại nó cũng phải có một cái giá trị thụt lùi á. Như vậy thì mình tính tới thôi. Như vậy thì đối với NPV này, khi mà mình tính ra thì nó ra 213. Như vậy 213 này có ý nghĩa là gì? 213 này có ý nghĩa là đảo hòn vốn chưa? Thì 213 này có ý nghĩa là cái dự án này đã hoàn vốn rồi và còn dư ra 213 nữa, tính trên tổng giá trị của toàn bộ dự án. Đó là dự án. Còn cái thời điểm nào hoàn vốn thì không biết. Cái thời điểm nào mà NPV bằng 0 thì không biết. Chỉ biết rằng tổng cái ngân lưu của cái dòng tiền này, của cái dự án này, phần tiền đi vào nhiều hơn dòng tiền đi ra là 213. Có nghĩa là dư ra 213. Dư ra 213. Có nghĩa là cái dòng tiền này nó đã sinh lời được 14% đối với nhà đầu tư mong muốn rồi, và nó còn dư ra 213 nữa. Dư ra 213 nữa. Chứ còn mà nó chỉ sinh lời đúng với nhà đầu tư mong muốn 14% ấy, thì NPV sẽ bằng 0. Bằng 0. Vì thế nên nó là nó là dương, dương dương hoặc bằng 0 thì người ta sẽ làm là vì vậy. Nó sẽ làm dự án này là vì vậy. Thì ra cái quyết định của các cái dự án dựa vào các cái chỉ tiêu NPV á, thì nó chỉ có một cái nguyên tắc là NPV lớn hơn không thì chấp nhận dự án, NPV bằng không, bé hơn không thì bỏ dự án, bỏ dự án. Như vậy còn NPV bằng không thì sao? Thì trong trong rất là nhiều những cái cuốn sách trên thị trường, hay là trong đối với rất nhiều những giáo viên người ta họ dạy, thì người ta vẫn cứ rất là rập khuôn máy móc. Người ta bảo là NPV bằng không thì tùy ý, tùy ý, rồi tùy, thì người ta giải thích nó rất là kỳ cục. Chẳng lẽ là tính ra được dự án NPV bằng không rồi làm cũng được thì không làm cũng chẳng sao hay sao? Rồi người ta họ biện luận rằng là nếu như NPV bằng không thì có nghĩa là doanh nghiệp mình không có lời, không có lỗ, nhưng mà nếu như mà nó tạo ra công ăn việc làm cho nhân viên, rồi nó đóng góp vào ngân sách nhà nước này kia thì làm, còn nếu không, không thích thì đừng làm. Nói như vậy nó rất là tức cười, tại vì là đối với mình là một tư nhân, chứ mình có phải nhà nước đâu. Tư nhân là doanh nghiệp, là cái gì có lời thì làm, cái gì không có lời thì không làm. Chứ làm gì có cái suy nghĩ là mình làm cái đó là vì cộng đồng, là vì cộng đồng mà làm hay là không làm. Chẳng lẽ tốn công sức quản lý, rồi tốn này kia rủi ro, để cuối cùng là chẳng được có lợi nhuận à? Vì thế nên là không có cái trường hợp đó, không có trường hợp đó. Cái mà người ta nói là nếu như mà cái đó bằng không nhưng mà nó tạo ra an sinh xã hội, nó tạo ra việc làm, nó tạo ra này kia, thì tức là đang đứng ở dưới cái góc độ là đầu tư công, đứng ở góc độ là kinh tế phát triển, đứng ở góc độ là kinh tế nhà nước, thì nó có riêng cả một cái ngành học về kinh tế phát triển, về đầu tư công, về 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 đứng ngay góc độ là đầu tư của nhà nước, chính phủ như thế, nên mình không có giải thích được như thế. Cái NPV lớn hơn không á thì nó chỉ đơn giản là nó lớn hơn cái suất sinh lợi mà nhà đầu tư mong muốn mà thôi. Còn cái NPV bé hơn không thì nó bé hơn cái suất sinh lợi mà nhà đầu tư mong muốn. Còn N bằng 0 thì nó là bằng với suất sinh lợi mà nhà đầu tư mong muốn. Như vậy mình mong muốn nó như thế mà bây giờ nó bằng với đúng với mình mong muốn. Như vậy thì tại sao lại không làm mà lại tùy ý? Như vậy NPV bằng 0 vẫn làm. Vẫn làm như thường. Bây giờ mình lấy cái ví dụ như vậy cho nó dễ hiểu. Bây giờ đây là năm 0, đây là cuối năm. Bây giờ mình bỏ ra đây là 100. Mình mong muốn một cái suất sinh lời là 5%. Mình mong muốn một cái suất sinh lời là 5%. Thì cuối năm mình sẽ có một bạn mới có ba cái trường hợp. Một là mình thu hồi lại được cao hơn cái phần 5% đó là 10% đi. Cộng lại là 110.
Có nghĩa là dự án này sinh lời 10%. Đúng rồi, lời 10%. Mà 10% thì cao hơn 5%. Như vậy điều đó có nghĩa là NPV dương. Có nghĩa là chúng ta sẽ làm lại cái chắc. Thế bây giờ lại có trường hợp khác. Đó là mình sinh lời được chỉ có 3%. 3%. Có nghĩa là mình sẽ được 103. 103. Có nghĩa là chỉ sinh lời được có 3%. Và nó bé hơn 5%. Đấy, mình mong muốn 5% mà sinh lời được có 3%. NPV âm. Không làm. Như vậy lại có cái trường hợp nó hoàn hảo. Đó là mình mong muốn nó 5%. Thì cái NPV nó lại bằng đúng 5%. NPV bằng 0. Nếu mà như vậy thì tại sao lại không làm? Mình mong muốn nó 5%, mình mong muốn tối thiểu là 5% mình mới làm, thì bây giờ nó sinh lời đúng bằng 5% đó. Như vậy thì tại sao lại không làm? Như vậy đương nhiên là làm. Như vậy thì NPV lớn hơn hoặc bằng 0 có nghĩa là dự án sinh lời bằng hoặc là cao hơn cái mức sinh lời mà nhà đầu tư mong muốn. Còn mà NPV mà bé hơn 0 thì ứng với trường hợp đó là cái dự án đó nó sinh lời chưa được với cái mức mà nhà đầu tư mong muốn. Chưa được cái mức đầu tư mong muốn. Như vậy thì cái 3% rồi 10% rồi 5% này ấy, nó là cái gì? Nó là suất sinh lời bản thân của cái dự án đó. Đó. Còn cái 5% mà nhà đầu tư kỳ vọng mong muốn thì nó lại là cái suất sinh lời mà nhà đầu tư họ mong muốn cho cái dự án đó. Còn 3%, 5%, 10%, 2%, 4% hay là 100% gì đó thì lại là cái suất sinh lời của riêng cái dự án đó. Suất sinh lời của dự án đó mà nếu mà nó cao hơn mình mong muốn thì đương nhiên mình sẽ làm, còn thấp hơn mình mong muốn thì đương nhiên mình không làm, còn bằng mình mong muốn thì mình cũng làm. Như vậy đó là NPV. Như vậy thì bây giờ mình ra cái quyết định giữa các cái dự án loại trừ nhau dựa vào chỉ tiêu NPV thì nó có một số cách. Thứ nhất là hai cái dự án mà loại trừ nhau có dùng thì như nhau. Đấy. Thì ví dụ như giả sử là mình có hai cái phương án. Phương án A thời tuổi thọ là 3 năm. Phương án B cũng tuổi thọ là 3 năm. Mong muốn một cái suất sinh lời tối thiểu là 15%. Cái phương án A thì có NPV là 81,79%. Phương án B thì có NPV là 62,14%. Như vậy thì bây giờ kêu mình lựa chọn cái phương án A hay là phương án B. A hay là B. Thì ở đây là một cái trường hợp nó mình so sánh hai cái dự án loại trừ nhau nhưng mà có tuổi thọ bằng nhau thì nó rất là dễ thì theo mình đó, thì mình sẽ chọn cái nào. Phương án A thì đầu tư tới 900 triệu nhưng mà mang lại NPV cao hơn 81,79. Phương án B thì đầu tư đó, chỉ có 600 triệu thôi nhưng mà thấy nó cũng tới được 62,14%. Như vậy mình nếu mà mình có tiền thì mình có thể lấy cái 300 triệu còn lại mình đi làm cái việc khác. Như vậy thì có nên hay không? Thì rất là khó để mà nói. Bây giờ mình phải giả định rằng đó là nếu như mà mình có thêm 300 triệu thì mình sẽ làm cái gì đây? Mình sẽ đầu tư vào phương án nào? Mình sẽ đầu tư vào một cái phương án nó mang lại nó cũng là cái phương án tốt nhất mà mình đang hiện đang có. Mình đầu tư vào một cái phương án mà mình hy vọng là nó sẽ sinh lời tối thiểu được 15% như mình đang có. Như mình đang có, đó là phương án tốt nhất mà mình đang có. Như vậy thì bây giờ nếu như mình có thêm 300 triệu thì mình cũng lại đầu tư vào một phương án tốt nhất như thế. Đấy. Và giả sử rằng là mình cầu được ước thấy. Giả sử rằng là mình đầu tư 300 triệu. Như vậy thì cuối cùng á là được đúng với mình mong muốn. NPV bằng 0. NPV bằng 0. Đúng với mình mong muốn 15%. Như vậy thì cộng hai cái phương án này lại với nhau trong điều kiện lý tưởng được đúng như mình mong muốn, cộng hai cái này lại với nhau thì NPV vẫn bằng có 62,14 thôi, dù cho chúng ta đã có đầu tư là 900 triệu mà là 600 triệu của phương án B và 300 triệu của phương án C. Như vậy thì như vậy thì chúng ta phải chọn cái phương án nào. Như vậy cuối cùng thì chúng ta vẫn chọn cái phương án A, vẫn chọn phương án A vì nó có NPV cao hơn. Như vậy thì cũng cũng sẽ có người nói rằng là có thể
cái đầu tư ở 300 triệu này vào cái phương án 15% này á, mình có thể cái dự án đó nó có thể sinh lời cao hơn cái 15% này, có nghĩa là NPV này nó có thể bằng là 30 đi. Như vậy lúc này cộng lại với nhau á thì mình sẽ chọn B với C, tại vì NPV cao hơn mà. Đấy, nhưng mà cũng có thể, nhưng mà nếu mà nói như vậy á thì cũng có thể dự án này bị lỗ 20. Đấy, như vậy bị lỗ 20 thì còn lỗ nữa. Nên có nghĩa là tự nhiên không làm thì thôi, làm cái dự án này cái tự nhiên bây giờ tổng NPV của mình còn được có 42,14 này. Như vậy thì thôi mình cứ giả định rằng á, trong điều kiện lý tưởng là cầu được ước thấy, đầu tư và có dự án 15% thì cuối cùng nó ra được đúng bằng 15% đi. Đấy, như vậy thì cuối cùng á là vẫn không làm, vẫn không làm. Như vậy á thì có nghĩa rằng là cái chi phí cơ hội, nếu như mà mình có thêm 300 triệu, nếu mà mình có thêm 300 triệu thì mình sẽ làm cái gì đây, và làm nó thì mình có khả năng lời, có khả năng lỗ, nhưng mà cũng có khả năng đúng với bằng mà mình mong muốn, đúng với mình mà mong muốn thì mình đầu tư vào này kia á, thì mình để cho giảm rủi ro, để cho tốt nhất thì mình chỉ mong được như mình mong muốn là tốt lắm rồi, chứ còn mình đâu có thể nào 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 kỳ vọng nó hơn này kia được. À, nên nếu như trong điều kiện lý tưởng lý thuyết mà mình ít rủi ro nhất, mình cho nó bằng với được mình mong muốn thì mình vẫn không làm, còn nó tệ hơn mình muốn thì không làm, còn nó cao hơn mình mong muốn thì lại chẳng biết nó cao bao nhiêu và cuối cùng có đáng làm hay không. Vì thế nên theo về mặt lý thuyết thì cái nguyên tắc chung là so sánh hai cái dự án mà có tuổi thọ giống nhau mà có NPV nào lớn hơn thì vẫn chọn cái phương án đó. Vẫn chọn cái phương án đó. Đó là về mặt lý thuyết. Còn trong thực tế thì nếu như mà mình có thể có một cái phương án tốt hơn, đó, 300 triệu đó mà mình có thể lập ra một cái dòng tiền tốt hơn và nó mang lại một cái NPV dương, thì mình vẫn nên chọn hai cái dự án mà nó có mang lại NPV cao hơn đó thay vì cái phương án A. Có nghĩa là trong thực tế thì mình phải cố gắng lập ra được cái dòng tiền đó mà mình chọn một tập hợp các cái danh mục đầu tư sao cho cuối cùng mới là NPV là cao nhất. Còn về mặt lý thuyết thì mình vẫn nên chọn cái NPV cao hơn, còn tùy thuộc là mình có thể lập được cái dòng tiền đó nó tốt như thế nào, cái cơ hội đầu tư đó của mình nó tốt ra sao. Chứ còn trong một cái bài trắc nghiệm của các cái sinh viên quốc tế thì người ta cho cái câu này, câu này: hai cái dòng tiền giống nhau, NPV lớn hơn thì chọn cái nào? Thì về mặt lý thuyết thì vẫn chọn cái NPV lớn hơn. Với lại nó có một cái vấn đề nữa, đó là có phải là cứ có tuổi thọ bằng nhau rồi NPV nào lớn hơn thì chọn cái phương án đó không, phương án đó không? Tại vì nếu như mà cái khoảng cách đầu tư nó rất lớn thì cái chi phí cơ hội và cái rủi ro nó rất cao, nó cao giống như này mình nói đó, nó rất cao. Mặc dù chúng ta xem cái ví dụ này, mình đầu tư vào 2 triệu, cuối cùng mình được 2 triệu lẻ 2 ngàn, tính ra NPV được 2 ngàn. Còn mình đầu tư vào cái phương án 2 này, mình đầu tư là 1.000 rồi mình được 2.000, như vậy á, thì mình cũng được 1.000. Như vậy thì về mặt lý thuyết thì mình đầu tư rồi cuối cùng mình được 2.000, rồi B2 á, thì mình đầu tư rồi mình được 1.000, như vậy thì nó NPV cao hơn. Như vậy thì mình sẽ chọn cái phương án 1, nhưng mà trong thực tế có ai chọn phương án 1 không? Thì trong thực tế chẳng có ai chọn cái phương án 1 cả, tại vì cái quy mô vốn nó chênh lệch đâu nhiều tới như thế. Mình giả định rằng đó là nếu như mình sẽ có 2 triệu 0,009 ngàn, cái 9 ngàn thì mình sẽ làm cái gì đó tiếp theo đây.
mình làm cái gì đây? Thì cái chi phí cơ hội của 2 triệu 009 ngàn đó nó rất lớn, nó rất là lớn. Mình có thể làm những cái gì đó rất là kinh khủng. Vì thế nên là chắc chắn là mình sẽ không có chọn cái phương án B1 đâu, mà có thể mình sẽ chọn cái phương án B2 thôi. Cái này á, là mình học thì mình biết nó là chi phí cơ hội rồi, rồi này kia. Chứ còn cái đối với người nông dân họ cũng không làm thế, chứ họ cũng không, họ cũng phát hiện ra cái điều đó. Có nghĩa là lý thuyết đó thì mình đầu tư vào hai cái phương án rồi NPV nó dư ra nhiều hơn, thì cuối cùng mình vẫn nên chọn cái phương án đó thôi, chứ tại vì mình đâu có làm cái gì đó khác đâu. Nhưng mà trong thực tế thì chẳng có ai làm như vậy đâu, tại vì cái chi phí cơ hội của nó quá quá cao, quá cao, chênh lệch vốn quá lớn. Như vậy thì đối với cái NPV mà ra quyết định dựa trên những cái dự án mà có tuổi thọ giống nhau thì nó là như thế. Thế bây giờ nếu như hai dự án mà có tuổi thọ khác nhau thì làm như thế nào? Làm như thế nào? Bây giờ mình đầu tư vào một cái dự án, ví dụ như là phương án E 300 700 triệu trong vòng 3 năm mang lại một cái NPV là 53,8,3, rồi F trong vòng 2 năm thì mang lại là 50,8. Đấy, một cái là mình đầu tư trong vòng 3 năm thì mình được 58, một cái đầu tư trong vòng 2 năm thôi thì đã được 50,28 rồi. Đấy, nhưng mà bây giờ có thêm 100 triệu nữa thì biết làm cái gì đâu, chắc gì nó đã lớn hơn cái 58, và cái tuổi thọ nó lại khác nhau nữa, tuổi thọ nó lại khác nhau nữa. Một cái là tới 3 năm, một cái là chỉ cần có 2 năm thôi. Như vậy bây giờ nếu mà mình cảm tính rồi mình lựa chọn bất kỳ cái phương án nào á thì nó cũng đều là cảm tính cả, nó chẳng dựa trên một cái nguyên tắc đúng đắn nào cả. À, còn mình học về tài chính thì mình sẽ có phương pháp. Thì cái phương pháp đầu tiên mà người ta sử dụng đó là phương pháp bội số chung nhỏ nhất, các bội số chung nhỏ nhất. Thì cái phương pháp này nó sẽ tính cái tuổi thọ của hai cái dự án. Dự án F là bằng 2, dự án E là bằng 3. Như vậy á, thì bội số chung của 2 với 3 là 6. Bội số chung nhỏ nhất là 6. Như vậy lấy 6 chia cho 3 thì được 2. Như vậy giả định rằng cái dự án này đầu tư lại thêm lần nữa là 2 lần đi. Rồi cái dự án phương án F này chia cho 6 chia cho 2 thì bằng 3. Như vậy giả sử rằng cái dự án F này đầu tư 3 lần đi cho cái tuổi thọ nó bằng 6. À, như vậy thì người ta sẽ lập ra được một cái dòng tiền mới của hai cái dự án mà bằng tuổi thọ bằng nhau và quy mô vốn không chênh lệch nhau quá nhiều. Đấy. Thì nó sẽ ra được hai cái dòng tiền mới có tuổi thọ bằng nhau. Và người ta họ tính NPV cho hai cái dự án đó, thì cuối cùng mình thấy cái NPV của phương án F lại cao hơn. Như vậy chứng tỏ là cái phương án F này tốt hơn. Tốt hơn. Đó là phương pháp bội số chung nhỏ nhất. Bội số chung nhỏ nhất. Đấy, đối với phương án E á, cuối năm thứ ba mình kết thúc rồi lại đầu tư tiếp. Đấy, còn phương án F cuối năm thứ hai mình kết thúc đầu tư tiếp. Cuối năm thứ tư kết thúc đầu tư tiếp. Như vậy tổng cộng là đầu tư 3 lần. Cuối cùng ra được một cái dòng tiền cuối cùng. Đấy, so sánh người ta so sánh như thế. Rồi bây giờ cái phương pháp tiếp theo, phương pháp dàn đều dòng tiền. Thay vì không sử dụng cái phương pháp tuổi thọ như phương pháp bộ số chung nhỏ nhất thì người ta dùng cái phương thức là dàn đều dòng tiền. Thì dàn đều dòng tiền người ta sẽ sử dụng một cái chỉ số tính trung bình thì người ta vẫn sử dụng cái công thức tính U mà bữa thầy nói đây. Người ta sử dụng cái công thức tính U này, thì cái bản chất của cái công thức tính U này á là nó tính một con số trung bình trong tài chính, một số trung bình trong tài chính, một con số trung bình có xuất chiết khấu trong tài chính. Bây giờ B này á, thì nó tương ứng với bao nhiêu cái U này trong từng cái đoạn thời gian đã tính tới giá trị theo tiền rồi, thì nó chỉ là một con số trung bình mà có tính tới yếu tố là tiền và giá trị theo thời gian thôi. Thì bây giờ người ta dàn đều nó ra bằng cách lấy cái trung bình đó, bằng cách lấy cái trung bình đó thì khi mà chúng ta làm cái dàn đều của một cái dòng tiền ấy, thì cái số tiền mà mình đầu tư đó, nó là P. Số tiền đầu tư này nó là P. P. Còn cái N này là bằng 3 năm. Còn N này bằng 2 năm.
Còn cái suất chiết khấu này á 15% chính là Y. Như vậy BN rồi Y thì người ta biết hết rồi, BN Y biết hết rồi, B N rồi Y biết hết, thế vô thì cuối cùng còn một cái U á là nó không biết. Như vậy thì cuối cùng á là mình tính ra được cái U. Thì cái U của cái phương án E này, U này, U này, còn cái phương án F thì U như này, U như này. Như vậy thì nó là một số trung bình mà. Như vậy thì bây giờ mình so sánh hai cái con số trung bình này với nhau đó, thì mình thấy cái phương án F nó tốt hơn. Đó, trung bình mỗi năm á là mình được một cái ngân lưu tiền đi vào là 30,93, 30,93, còn trung bình của phương án E á thì 25,42 là 42. Như vậy một cách trung bình đó là cái phương án F này nó sinh lời nhiều hơn lắm phương án E chứ bộ. Nên cuối cùng vẫn lựa chọn cái phương án F như vậy. Thì đó là một cái phương pháp khác nữa để mà so sánh cái dòng tiền của hai cái dự án có tuổi thọ khác nhau. Đấy. Nên đó là chúng ta cần phải có phương pháp, chứ không đó là chúng ta tới lúc chúng ta lựa chọn hai cái dự án chúng ta là chẳng biết làm sao. Bây giờ mình kêu mở cái quán cà phê này thì có thể là 20 năm, mở cái quán ăn này thì chắc vòng 10 năm. Thế bây giờ so sánh giờ làm cà phê hay quán ăn đây, thì cứ ngồi tính tới tính lui rồi cứ ngồi suy nghĩ suy ngẫm rồi cuối cùng ra một cái quyết định. À, cảm tính, trực giác, kinh nghiệm, nếu vậy học để làm cái gì nữa. À, mặc dù trực giác kinh nghiệm nó nhanh đến như vậy, nó nhanh tới như vậy, trực giác rồi này kia bao giờ nó cũng nhanh, cảm tính nó rất nhanh. À, ví dụ như khi mà mình vô một cái cửa hiệu mình mua một cái đồ áo thì cái trực giác của mình nó nhận biết được cái áo nào là cái áo đẹp nhất ngay từ cái lần đầu tiên. Còn mình lựa lựa một hồi, mình tính toán ngồi lâu lắm, mình tham khảo suy nghĩ tùm lum, mình mua cái áo xấu quá. Đấy. Nên nó là cái trực giác, cái trực giác, cái cảm giác, cái đó mặc dù nó rất nhanh, mặc dù nó rất là nhanh, nhiều khi mình chưa có tính toán ra được vì sao nó đúng thì mình đã lựa chọn nó rồi. Đấy. Nhưng mà cái đó nó chỉ có được, nó có được là dựa trên rất là nhiều những cái yếu tố mà người ta không giải thích được. Thứ nhất là do cái tầm hiểu biết của người đó, có nghĩa là người ta họ đã đọc rất nhiều kiến thức, đọc rất nhiều những cái tri thức, rồi họ đã suy ngẫm rất nhiều về cái lĩnh vực đó và này kia đó, họ đã có trong lòng họ một cái nguyên tắc, một cái đáp án rồi. À, hoặc là họ là một người rất là nhạy cảm đối với cái đầu tư. Họ nhanh chóng họ có thể biết được, tính toán được, cảm thấy được là nó hiệu quả hay không hiệu quả, hiệu quả hay không hiệu quả. Rồi họ họ cũng có thể là thiên tài, có yếu tố tiềm năng gì đó, biết dùng cảm nhận trực giác để biết đâu là đúng đâu là sai thôi, chứ nhiều khi họ cũng không có phân tích, không kịp phân tích và không 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 phân tích. Bây giờ ví dụ như nếu như mình gặp một cái người nào đó làm sao để mình biết họ tốt hay là xấu, thì cái lần lọc đầu tiên á, thì đa phần á, là mình đều phải dùng cái cảm giác rồi cái kinh nghiệm rồi cái phán đoán của mình cả. Nó rất là nhanh, nó rất là nhanh, cái trực giác nó rất là nhanh. À, rồi nếu như mà mình là người kết giao nhiều rồi thì mình chỉ cần gặp người ta lần một lần đầu tiên hay là gì đó, gặp một người khác gì đó, mình có nhiều kinh nghiệm để kết giao xã hội rồi, thì mình ngay lập tức mình có thể biết là mình có thể tin tưởng được người này hay là không tin tưởng được người này, hợp tác với người này hay là không hợp tác được với người này. Cũng giống như mình đi chọn bạn đời cũng vậy thôi, đều là dựa rất là nhiều vào và trực giác, vào cảm tính, mặc dù nó rất là nhanh, mặc dù nó rất là nhanh và đôi khi nó rất là chính xác, đôi khi nó rất là chính xác. Đợi cho tới khi mà mình thu thập đủ số liệu đủ cho mình tính toán thì cái cơ hội nó đã qua đi mất rồi. Đấy. Mặc dù nó là như vậy, nhưng mà nó lại không không có phương pháp để giải thích. À, bây giờ nếu như mà mình đầu tư vào cái dự án này hay dự án kia, rồi mình cứ ngồi mình nhẩm nhẩm rồi mình cảm thấy cảm giác rồi mình đưa ra quyết định cuối cùng là dự án này tốt dự án kia, như vậy thì người kia họ cũng 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 có cái trực giác, cảm giác, kinh nghiệm của riêng họ, họ cũng ngồi họ tính tính tính, họ nhẩm 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 mà tính toán, thì cuối cùng họ lại đưa ra là cái dạng này tốt không tốt bằng dạng kia. Như vậy cuối cùng hai người cãi nhau, hai người cãi nhau, cái xong cuối cùng là
không biết là cái nào tốt hơn hay là cái nào xấu hơn cả. Đó là cái sự khác nhau giữa định tính và định lượng. Cái định tính á, thì nó là tính chất, nó là tính chất, nó phụ thuộc nhiều vào cảm tính như thế, cảm tính như thế. Mặc dù nó là đôi lúc là nó chính xác hay là này kia đó, nhưng mà nó phụ thuộc rất nhiều vào cái chủ thể đó, phụ thuộc rất nhiều vào cái tầm, cái trực giác, cái kinh nghiệm, cái kiến thức, cái trải nghiệm, cái nhận định, cái phán đoán, cái tính cách của cái người đó, của cái người đó. Đôi khi là không thể không giải thích được, và đôi khi không thể giải thích được cho người khác. Ví dụ như là trong một cái công ty thì một cái ông lãnh đạo mà nếu như ông có cái tầm cao hơn hẳn so với những cái người khác, ông nhìn ông biết được là điều đó là điều nên làm, cái đó là phương thức đầu tư đúng, cái nên làm theo cái cách đó. Nhưng mà để giải thích cho những người phía dưới để họ hiểu á, thì lại không có cách nào, rồi lại không có cách nào, tại vì họ thì họ cũng có cái tầm, cái trực giác, cái kinh nghiệm, cái này kia của riêng họ. Nhưng mình có những cái quyết định cảm tính mình lại không thể nào dùng số liệu để mà chứng minh được, để mà chứng minh, để mà thuyết phục họ nghe theo được, mà chỉ đơn giản là mình biết là mình phải làm như vậy thôi. Giống như nên nên những cái người đó được xem như là những cái người họ có tố chất, của họ có cái tầm nhìn xa trông rộng, thiên tài hay là cố chấp gì đó, hay là sao đó, không thể nào chứng minh được, và là cũng không thể nào giải thích được cho người khác hiểu. Cuối cùng là phải lựa chọn là phải tin cái người đó hay là không tin cái người đó thôi. Giống như cái ông Steve Jobs á, ngày đó ông cứ suy nghĩ một hồi, ông nhìn thấy được cái tương lai của cái thiết bị di động. Người ta sẽ sử dụng cái thiết bị di động để mà mua sắm, rồi liên lạc, rồi trao đổi, rồi kết nối, rồi gọi điện, rồi làm tất cả những việc đó trên những cái thiết bị di động đó. Và một những cái nền tảng web rồi này kia đồ, nó đang ra đời thì nó hỗ trợ cho những cái thiết bị đó, rồi những cái công nghệ về cảm biến sinh trắc học này kia đang được phát triển này kia. Nên đó là ông chỉ nhìn nhận về cái thời thế, và ông đưa ra một cái nhận định và một cái quyết định rằng đó là tương lai con người sẽ sử dụng những cái đó. Bây giờ ai là cái người mà đi trước đón đầu thì cái người đó sẽ thành công, ai mà cố chấp, không có nhìn thấy thời cuộc hoặc là này kia thì sẽ bị đào thải. Vì thế nên đó là ông chọn cái cách đi đầu, cách đi đầu. Nhưng mà khổ nỗi rằng đó là một cái công ty họ đang cạnh tranh với các cái đối thủ khác, và đang cạnh tranh những cái thiết bị truyền thống. Bây giờ giải thích cho cái cấp dưới thì họ không hiểu, họ phản đối, họ bảo đây là một cái đó còn lâu lắm mới tới, hoặc là nó hơi mơ mộng hay là sao đó. Nhưng mà lại không thể nào nói được cho những người kia hiểu. Vì thế nên nó là ông chỉ đơn giản là chỉ đạo người ta phải làm theo thôi, mặc dù người ta không muốn nhưng mà người ta vẫn phải nghe, dùng cái quyền lực pháp lý họ phải nghe. Và cuối cùng á, thì cái công ty đó nó đi trước những cái công ty khác khoảng 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 mấy chục năm. Ví dụ như ông kêu cái người thiết kế, được gọi là phù thủy thiết kế lên để bảo là nó thiết kế cho tôi một cái điện thoại cảm ứng sao cho chỉ có một nút thôi, một nút thôi, một nút mở nguồn thôi, còn lại là toàn bộ là bằng cử chỉ hết rồi thì cần gì những nút khác nữa. Đấy, nhưng mà cái ông, mặc dù là cái ông giám đốc thiết kế, ông này ông rất là giỏi, ông được xem như là phù thủy thiết kế của Apple, ông được xem như là một cái người rất là giỏi về về thiết kế, rất là đẹp từ bên trong lẫn tới bên ngoài, mặc dù là thiên tài. Nhưng mà ông vẫn bảo rằng là không thể như thế được. Vậy ít nhất một cái điện thoại, ít nhất nó cũng phải có hai cái nút, một là cái nút mà chấp nhận cuộc gọi, hai là cái nút mà từ chối cuộc gọi chứ. Chứ làm sao lại có chỉ có đúng có một nút được. Nhưng mà cái ông này ông lại không thể nào giải thích cho cái ông kia biết. Ông chỉ có thể nói là hãy về suy nghĩ, cứ cứ suy nghĩ đi một tuần nữa là báo lại. Thì cứ bị cái ông này ông ép. Thì cuối cùng là
cuối cùng cũng ra được một cái iPhone chưa có đúng có một nút. Vì thế nên đó là những cái mà cái cảm tính đó, những cái trực giác đó, những cái kinh nghiệm đó, nó có thể đúng hoặc là nó có thể sai, và nó khó để giải thích cho người khác hiểu. Tại vì giải thích thì phải có số liệu, phải có bằng chứng, phải có phương pháp, phải có phương pháp thì dễ giải thích hơn, dễ giải thích hơn. Tuy nhiên thì tôi thấy rằng là khi mà mình đầu tư hay gì đó, mình đang cố gắng trang bị cho mình nhiều những cái công cụ để mình ra quyết định, chứ mình đâu có nhiều được những cái trải nghiệm đó đâu, và mình cũng đâu có phải là thiên tài đâu. Nên đó là cái trực giác, cái kinh nghiệm nó là phần nghệ thuật, còn cái phần mà phần kỹ thuật á, phần công cụ, phần kiến thức, phần tư duy thì mình cũng nên cố gắng mình sử dụng những cái sở hữu những cái công cụ đó để mà mình ra quyết định, để mình ra quyết định. Nên cái cảm tính với cái lý trí nó khác nhau ở cái chỗ đó. Một cái là người ta giải thích được, người ta không giải thích được, nhưng mà người ta đôi lúc người ta vẫn làm đúng. Và cái cảm tính thì lại lúc đúng lúc sai, còn cái nếu mà mình có được cái công cụ, cái số liệu á thì luôn luôn đúng, luôn luôn đúng. Chỉ có điều là mình có được cái tư duy lý trí logic thuần túy và đầy đủ cái công cụ, phương pháp, số liệu đó hay không mà thôi. Giống như là lúc nãy thầy nói là có những người mà ngày xưa họ đâu có biết gì về cái thời gian hoàn vốn đâu, nhưng mà chắc chắn họ cũng sẽ chẳng có chọn cái phương án 2 hay là phương án 3 đâu. Nhưng mà họ lại chẳng giải thích được vì sao họ lại chọn cái phương án 1. Nhưng mà mình học thì mình lại có thể giải thích được một cách khoa học. Rồi. Rồi bây giờ tới cái nếu như mà trong cái dự án của mình mà có các cái mục tập hợp, các cái danh mục, các cái dự án, thì mình phải lựa chọn những cái danh mục nào đó mà nó mang lại NPV là cao nhất. Nó đòi hỏi mình phải lập ra được cái dòng tiền của từng cái dự án đó, và cuối cùng là mình lựa chọn ra cái dự án nào có NPV là cao nhất. Ví dụ như mình thấy rằng trong cái điều kiện giới hạn về nguồn vốn, mình chỉ có 100 triệu thôi, có 100 triệu thôi, thì mình sẽ lựa chọn một tập hợp các cái phương án nào đây, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy thì mình sẽ phải ngồi mình lập dòng tiền của từng cái phương án, và cuối cùng là mình cộng nó lại xem là một tập hợp danh mục đầu tư nào thì cuối cùng sẽ mang lại cái NPV cao nhất. Thì mình lựa chọn một hồi trong điều kiện nguồn vốn bị giới hạn, thì mình thấy rằng đó là trong điều kiện mình có 100 triệu thì mình có thể làm ba cái phương án này và nó mang lại NPV là cao nhất, cao nhất đấy là 28, 28. Đó là trong điều kiện nguồn vốn bị giới hạn, mình phải ngồi mình suy ngẫm sao cho tổng hợp các cái danh mục nào đó là nó lợi ích nhất. Rồi bây giờ mình tới cái chỉ tiêu tiếp theo, đó là xuất hàng vốn nội bộ. Xuất hàng vốn nội bộ, cái xuất hàng vốn nội bộ này như nãy mình nói thì nó là cái xuất hàng vốn nội bộ của riêng cái dự án đó, xuất sinh lời của cái dự án đó, chứ nó không liên quan tới cái xuất sinh lời mà mình mong muốn hay là mình tính toán. Đây là xuất sinh lời của riêng cái dự án đó. Cái chỉ tiêu thời gian hoàn vốn thì người ta lại không cho biết được rằng là cái dự án này nó lời hay nó lỗ và nó dư ra bao nhiêu, dư ra nhiều hay ít. Còn cái chỉ tiêu NPV thì nó cho biết là cái dự án này lời lỗ và dư ra nhiều hay là ít, nhưng mà nó lại không cho biết được rằng là cái dự án này rốt cuộc là sinh lời bao nhiêu. Nó lại không cho biết được dự án này rốt cuộc là sinh lời bao nhiêu phần trăm. Đấy. NPV mình đưa và tính toán vào đó là một cái suất sinh lời mà mình mong muốn, một suất chiết khấu mình mong muốn. Nhưng mà rồi cuối cùng mình lại không biết cái suất sinh lời của riêng cái dự án nó là bao nhiêu phần trăm. Vì vậy nên đó là cuối cùng người ta bổ sung thêm một cái chỉ tiêu khác nữa, đó là cái suất hoàn vốn nội bộ của riêng cái dự án đó.
Cái rút gọn vốn nội bộ ấy thì nó được định nghĩa là cái số gọn vốn mà tại đó nó làm cho NPV bằng không, và nó cũng sử dụng cái phương pháp dây cung, và người ta tổng hợp nó lại thành cái công thức như thế này, thành công thức như thế này, thì thực ra đó là phương pháp dây cung, thì nó cũng là giống cái FT thôi. À, chỉ có điều là cái sơ đồ này nó đi ngược hơn. Bây giờ nếu như là NBV với một cái suất chiết khấu này, với một cái suất nhà đầu tư mong muốn này I1, thì NBV của mình là một này, nó vẫn còn dương, có nghĩa là với một cái suất sinh lời mà mình mong muốn như thế này thì dự án nó sinh lời nhiều hơn, nó vẫn còn dương. Nhưng mà mình cứ tăng cái yêu cầu của mình lên, tăng lên y tăng lên, ví dụ như I1 này là 10% thì mình cứ tăng lên 10,1%, 10,2%, 10,3%, 10,3% cho tới khi nó là I2, cho tới khi mình yêu cầu nó phải là I2, mình đòi hỏi nó tới mức I2 thì NPV nó lại dư âm mất rồi, NPV nó lại âm mất rồi. Mình cứ tăng cái đòi hỏi của mình lên thì càng khó chấp nhận cái dự án này, càng tăng cái yêu cầu sinh lời của mình lên thì càng khó chấp nhận cái dự án này. Okay. Như vậy thì mình cứ tăng lên mạng như thế, nó đi xuống âm mất. Như vậy thì nó phải có một cái điểm nào đó mà tại đó nó làm cho NPV nó không âm không dương, có nghĩa là nó bằng không, NPV bằng không. Mà cái đường NPV của mình á, thì mình thấy rằng nếu như mà mình vẽ cái phương trình á, thì mình thấy á, là cái dòng tiền mà nếu mà nó kéo dài 10 năm á, thì nó lên đến bậc 10, thì dự án kéo dài 20 năm lên bậc 20. Như vậy thì làm sao mà mình có thể cho nó bằng không rồi mình giải ra được cái điểm này đây? Làm sao mà mình giải ra được cái điểm này đây? Cái điểm này chính là cái điểm xuất hoàn vốn của dự án đó, là cái điểm mà tại đó nó làm cho NPV bằng không. Nhưng mà mình chẳng bao giờ mình giải chính xác ra được cái điểm đó. À, từ cái phương trình mặt năm mình không thể giải được chính xác điểm đó. Vì thế nên là người ta cứ dùng cái phương pháp thử và sai như vậy. Người ta họ cứ tăng dần nó lên và xác định hai cái điểm gần nhất, và người ta viết một cái phương trình đường thẳng V bằng AX cộng B. Cái việc mà cứ mình tìm ra được hai cái điểm này là điều dễ. Đấy, đi rồi xác định phương trình cũng dễ, rồi mình cho nó bằng không, rồi mình suy ra x cũng dễ, là bao nhiêu cũng dễ. Như vậy thì lẽ ra cái IRR của mình á, lẽ ra cái điểm mà nó làm cho cái NPV bằng không á, lẽ ra nó nằm ở đây. Nhưng mà tại vì mình không tìm được cái điểm ở đây, đấy, nên cuối cùng mình chỉ có thể xác định được cái điểm gần nó nhất thôi. Và hai cái điểm này mình phải chấp nhận một cái khoảng sai số. Sai số. Phải chấp nhận một khoảng sai số. Như vậy thì như vậy thì muốn 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 cho cái sai số này nó càng nhỏ thì chúng ta phải thử nó càng kỹ, có nghĩa là mình phải xác định hai cái điểm mà rất là gần nhất với nó. Ví dụ như nếu như cái chỗ này mà mình xác định cái điểm đó ngay đây, đấy. Nếu mà cái điểm nó ngay đây, còn cái điểm này là cái điểm ngay ngay đây, thì cái đường này nó rất là nhỏ, nó gần như là nó trùng với cái điểm kia luôn, nó gần như là nó trùng với cái điểm thực tế luôn, nhưng mà thực sự nó không trùng, nhưng mà nó không thể chính xác là cái điểm đó, và vĩnh viễn nó không thể chính xác là cái điểm đó, tại vì mình không tìm ra được cái chính xác. Còn bây giờ mình đưa vô Excel á, thì mình gõ cái hàm là bằng rồi IR, rồi xong rồi mình quét cái dòng tiền đó, cuối cùng nó đưa ra một cái phần trăm, mình nghĩ rằng nó là nó chính xác, nhưng mà thực ra nó không chính xác đâu. Thực ra là máy tính thì nó cũng chẳng khác gì mình. Mình cứ thử và sai, mình cứ thử cái này kia, còn nó thì nó cũng thử 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 nó thử 1.000 lần, nó thử 1.000 lần, tại vì nó là cái chương trình lặp lại mà mình cho nó làm lặp đi lặp lại, nó xử lý rất nhanh trong vòng chỉ có 0,001 giây. À, thì nó đưa cho mình kết quả liền, nhưng mà nó đã thử cả 1.000 lần rồi.
và người ta lập lập trình cho nó một cái vòng lặp 1.000 lần ví dụ vậy, thì cuối cùng nó đưa ra một cái đáp án rất rất là gần đúng. Còn mình á, mình chỉ là con người thôi, mình thử được 1, 2, 3, 4 lần thôi là đã hết giờ rồi, hết giờ rồi. Vì thế nên nó là cái con số IR trong cái Excel đó thực ra nó cũng chỉ làm cái việc đó nhiều hơn nhiều lần mà thôi, chứ nó cũng chả hơn gì con người đâu, nó chẳng bao giờ hơn được con người cả, tại vì con người lập trình cho nó, con người không giải được thì nó vẫn không giải được. Không biết là sau này cái trí thông minh nhân tạo thì nó có khác hơn không, tại vì nó có thể học, nó có thể học và nó có thể nghĩ ra phương pháp mới. Đấy. Chứ còn không phải là trí thông minh nhân tạo thì nó không bao giờ nó hơn con người được. Con người phải lập trình nó để nó làm như thế nào thì nó làm được như thế thôi. Như vậy ra quyết định dựa vào các cái chỉ tiêu IR, ra quyết định các cái dự án dựa trên chỉ số IR thì mình thấy là nó cũng không khác gì cái NBV là lắm. Nếu như cái suất hoàn vốn của riêng dự án mà nó cao hơn cái suất sinh lợi mà nhà đầu tư mong muốn thì chấp nhận dự án tương ứng với trường hợp là NPV bằng kho lớn hơn không. Còn nếu như mà cái IR này mà nó nhỏ hơn nhà đầu tư mong muốn thì nó tương ứng với bé hơn không. Còn cái nếu mà nó bằng với nhà đầu tư mong muốn thì nó tương ứng với trường hợp là không, vẫn làm bằng với mình mong muốn làm sao mình không làm được. Thì đó là cái chỉ tiêu IR. Rồi nếu như mình lựa chọn các cái dự án loại trừ nhau mà bằng chỉ tiêu IR thì nó lằng nhằng hơn nhiều so với cái NPV, tại vì NPV nó là một con số tuyệt đối, nó là một con số tuyệt đối, nó là kết quả của một phép tổng cộng lại với nhau rồi cuối cùng nó ra một con số tuyệt đối như thế, chứ nhiều hay dưới hơn mình dễ lựa chọn lắm. Cái nào mà nó có số lớn hơn thì mình chọn cái số đó. Nhưng mà đối với cái IR này á, thì nó lại là một chỉ tiêu tương đối, là một số phần trăm, mà phần trăm với phần trăm thì mình lại không thể so sánh với nhau được. Nếu như mình không quy đồng, nếu như mình không đưa nó về một cái góc so sánh chung, bây giờ ví dụ như 10%, 10% so sánh như thế nào với 20% đây? Nếu như mà không biết được cái góc của nó, ví dụ như 10%, ví dụ như 10% nhưng mà là 10 nhưng mà là 100 trên 1.000. À, 10% thì nhưng mà 10% này là 10% của 1.000 thì có phải là ra 100 không? 10% này là 10% của 1.000, còn 20% này là 20% của 100. Đấy, 20% của 100 thì nó có 20, mà 100 thì lớn hơn 20, mà 20 thì lại lớn hơn 10%. Đấy, nên nó là cái con số tuyệt đối thì mình so sánh trực tiếp với nhau được, 100 đương nhiên là lớn hơn 20, nhưng mà đã là con số tương đối thì 10% chưa chắc nhỏ hơn 20%, chưa chắc nhỏ hơn 20%. Vì vậy nên sẽ không bao giờ so sánh được con số các tương đối lẫn nhau nếu như mình không quy đồng nó về một cái mẫu số chung. Thì cái việc mà mình quy đồng về mẫu số chung đó là cái việc của cái bài toán năm lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 gì đó mà mình phải quy đồng đó. Nếu mà nó khác mẫu đó, lấy 3 phần 4 so sánh nó như thế nào với 5 phần 6 đây. À, nếu như mà mình không quy đồng nó cộng lại, nếu mà mình không quy đồng nó 24 6 là 24, 24 chia cho 4 thì được 6, 6 nhân với 3 là 18, rồi cộng lại 24 chia cho 6 được 4 cũng 20, như vậy cuối cùng nó mới đưa ra được thành là 38 trên 24. Đấy. Đấy. Như vậy thì khi mà mình đó là phép cộng, còn bây giờ nếu mà làm phép trừ nữa thì mình mới có thể so sánh với nhau được khi mà mình đưa được một cái mẫu số chung, đưa được một cái mẫu số chung duy nhất. Đấy. Chứ còn con số phần trăm thì kết quả một phép chia thì chúng ta sẽ rất khó để mà so sánh với nhau. Đấy. Thì đối với chỉ tiêu IR đó nó là như vậy, nó là con số phần trăm, nó là con số phần trăm. Muốn so sánh với nhau á thì người ta phải có cái phương pháp được quy đồng,
và người ta sử dụng cái phương pháp đó, người ta gọi là cái phương pháp gia tăng, hay còn gọi là gia số. Bây giờ chúng ta xem cái ví dụ này, nếu như mà mình có bốn cái phương án và bốn cái phương án này là bốn phương án loại trừ nhau, có nghĩa là mình chỉ được lựa chọn một trong bốn cái phương án này. Và cái mình biết cái mình có thể dễ nhanh chóng tính ra được cái IR của mỗi phương án. Bây giờ nhanh chóng tính ra được, nhưng mà mình lại không so sánh với nhau được. Đấy, nếu mà không có phương pháp như vậy thì bây giờ cái phương pháp nó là phương pháp gia tăng. Bây giờ người ta họ xếp thứ tự của các cái phương án này theo thứ tự chi phí đầu tư tăng dần, từ máy 3 rồi tới máy 4 rồi tới máy 1 rồi tới máy 2, một rồi tới máy 2, xét theo thứ tự tăng dần như vậy. Rồi người ta tính cho cái chỉ tiêu đầu tiên, chỉ tiêu đầu tiên này là 10%. Bây giờ là 10% mà 20,53%. Còn nhà đầu tư họ mong muốn là chỉ có 10% thôi mà mình 20,53%. Như vậy cái dự án này ít nhất là cái phương án 3 này, này là phương án tốt. Như vậy thì mình lựa chọn cái phương án 3 này trước đã. Rồi bây giờ mình so sánh cái phương án 3 này với cái phương án 4. Phương án 4 thì mình sẽ lấy cái phương án 3 này mình trừ cho cái phương án 4 một cách tương ứng để nó ra một cái dòng tiền gia tăng. Mình lấy cái dòng tiền phương án 3 này trừ dòng tiền phương án 4 này để nó ra cái dòng tiền gia tăng. Để nó ra cái dòng tiền gia tăng. Và bây giờ mình tính cái IR cho cái dòng tiền gia tăng này, tính cho cái dòng tiền gia tăng này. Thì cuối cùng mình thấy rằng là mình tính cho cái dòng tiền gia tăng này á, thì mình thấy cái IR của dòng tiền gia tăng này là 11,96%, vẫn lớn hơn 10% mà nhà đầu tư mong muốn. Điều đó có nghĩa là cái máy 3 này nó tốt hơn máy 4. Dòng tiền máy 3 này tốt hơn dòng tiền máy 4. Có nghĩa là cái dòng tiền gia tăng này NPV của nó dương. Dương cao hơn nhà đầu tư mong muốn. Nhà đầu tư mong muốn. Như vậy cuối cùng á là vẫn chọn cái phương án máy 3, loại phương án 4. Bây giờ còn tiếp tục là tới cái phương án. À không, hay nhầm. Chúng ta lấy cái dòng tiền của máy 4 trừ cho cái dòng tiền của máy 3 theo thứ tự tăng dần mà. Chúng ta lấy máy 4 trừ cho cái máy 3 thì nó ra được một cái dòng tiền gia tăng. Dòng tiền gia tăng. Và cuối cùng người ta tính cho cái dòng tiền gia tăng này á, thì thấy IR của nó là 11,69%. Như vậy nó cao hơn 10%. Như vậy có nghĩa là NPV của dòng tiền gia tăng này á, là lớn hơn không. Có nghĩa là cái máy 4 này nó tốt hơn máy 3. Tốt hơn máy 3. Như vậy thì mình sẽ lựa chọn cái máy 4. Lựa chọn máy 4. Bỏ cái máy 3 đi. Bỏ máy 3 đi. Bây giờ máy 4 là cái phương án tốt hơn. Bây giờ tiếp tục so sánh máy 4 với máy 1. Thì lại lấy cái máy 4 trừ cho máy 1 trừ cho máy 4 ra được cái dòng tiền gia tăng. Rồi tính cái IR của nó là được 12,97%, vẫn cao hơn 10%. Như vậy đó có nghĩa là máy 1 tốt hơn máy 4. Máy 1 tốt hơn máy 4. Máy 1 tốt hơn máy 4 và do cái dòng tiền gia tăng này, cái NPV này nó lớn hơn không? Không, có nghĩa là máy 1 tốt hơn máy 4. Bây giờ bỏ máy 4 đi, chọn cái máy 1. Bây giờ tiếp tục từ máy 1 với máy 2 thì là máy 2 trừ dòng tiền máy 1 ra được cái dòng tiền gia tăng, tính cho cái dòng tiền gia tăng này cuối cùng á thì nó IR nó được có 7,8% mà nó nhỏ hơn 10%. Như vậy có nghĩa là NPV của nó âm. Vậy điều đó có nghĩa là máy 2 không có tốt bằng máy 1. Như vậy mình vẫn lựa chọn cái máy 1. Mình lựa chọn máy 1. Như vậy cuối cùng á là mình lựa chọn cái máy 1. Như vậy đó thì đối với cái việc mà lựa chọn những cái dự án loại trừ nhau dựa trên chi tiêu tương đối của IR thì chúng ta thấy là chúng ta phải sử dụng cái phương pháp dùng tiền gia tăng như thế. Gia tăng như thế thì nó mới chính xác được. Chính xác được. Và chúng ta rất là dễ bị đánh lừa. Bây giờ ví dụ như trường hợp như thế này. Trường hợp như thế này, NPV đây là phương án A, đây là phương án B, đây NPV này 300, cái này 200,
IR này 30%, cho này 50%. Thì bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn cái dự án A hay là dự án B. A dự án B. Lựa chọn A hay B. Thì mình thấy là NPV của A thì lớn hơn NPV của B, nhưng mà suất sinh lợi của B thì lại lớn hơn cái suất sinh lợi của A. À, như vậy thì nó đây là cái chuyện này là chuyện bình thường thôi. À, chuyện này là cái chuyện bình thường. À, chúng ta cứ thử một cái dòng tiền cho nó sale này, chúng ta thử 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 thì nó dẫn cái trường hợp này là điều bình thường thôi. Nhưng mà mình vẫn rất dễ bị đánh lừa, mình vẫn rất dễ chọn cái phương án B này. À, tại vì nó sinh lời 50% mà, còn dự án A sinh lời 30%, suất sinh lợi của riêng cái dự án đó. Mình sẽ dễ dàng bị đánh lừa chọn cái phương án B. Tại vì mình nói là cái dự án đó nó sinh lời 50%, còn dự án kia nó sinh lời 30% mà, nên mình sẽ chọn án B. Nhưng mà mình lại quên mất điều là dự án đó nó sinh lời 50% nhưng mà bỏ ra bao nhiêu. Còn dự án B A sinh lời 30% nhưng mà bỏ ra bao nhiêu. Thì cái bỏ ra bao nhiêu đó đó nó mới quan trọng, nó có cùng quy mô vốn đầu tư không. Thì cái NPV này á, nó so sánh con số tuyệt đối, nó cho biết cái điều đó, vì thế nên nó là chắc chắn là phải chọn cái phương án A chứ không có chọn phương án B. Phương án B còn muốn lựa chọn cái theo cái chỉ tiêu INR này á, thì mình phải sử dụng cái phương pháp gia tăng, thì chắc chắn cuối cùng nó cũng đưa ra một cái kết luận là chọn phương án A, chứ không chọn phương án B. À, chứ còn mình ngay lập tức mình chọn phương án B, mình sử dụng cái phương pháp so sánh trực tiếp với nhau á, là nó sai. Cái chỉ tiêu cuối cùng của cái hiệu quả tài chính đó là chỉ tiêu PI. PI thì PI này á, là nó vì sao có IR rồi, vì sao có NPV rồi nhưng người ta vẫn dùng cái chỉ tiêu này, là tại vì cái PI này á, trong những một số những cái điều những cái dự án mà cái dự án của mình đầu tư nhiều lần rồi bị đổi dấu quá nhiều lần. Bây giờ ví dụ như từ từ chỗ này lại từ chỗ này là trừ, chỗ này là trừ, rồi chỗ này thì là dương. Như vậy nếu như trong cái trường hợp như vậy á, thì cái đường NPV của mình nó lên xuống cũng thất thường lắm. À, và cuối cùng á là nó làm cho cái chỉ số IRR này kia nó có nhiều cái điểm IRR lắm. Người ta gọi đó là cái hiện tượng IRR nhiều giá trị làm cho cái NPV này nó bằng không. Như vậy lúc đó trong cái trường hợp đó thì cái IR đó nó không còn nhiều nhiều ý nghĩa nữa, vì thế nên lúc đó người ta họ tính cái chỉ số là PI, chỉ số lợi nhuận. À, là người ta muốn biết rằng đó là tóm lại là cái dự án này một cái đồng bỏ ra thì được bao nhiêu cái đồng đi vào, tóm lại là người ta biết như thế. Thì người ta họ đưa tất cả những cái ngân lưu độ dấu khác nhau ở những năm khác nhau, người ta đưa về cái năm không đưa về năm không đưa về năm không và người ta lấy hiện giá của những cái ngân lưu đi vào, hiện giá của những ngân lưu đi vào chia cho cái hiện giá của những ngân lưu đi ra. Đấy, thì cuối cùng người ta ra một cái con số tuyệt đối như vậy, con số tương đối thôi không phải tuyệt đối, nó là một phép chia 1,45. Thì 1,45 này có nghĩa là gì? Có nghĩa là một đồng vốn mà mình đầu tư đi vào thì sẽ bằng 1,45 không, 1,45 này có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình bỏ ra một đồng, bỏ ra một đồng thì mình sẽ có 1,45 đồng mà đi vào, cái một đồng đi ra thì có 1,45 đồng đi vào, có ý nghĩa nó là như thế. Như vậy thì cũng có thể giúp mình cho mình lựa chọn được cái dự án nào là tốt hay xấu, thì nó cũng y như NPV thôi, hay là IR nó cũng cho một cái kết quả giống nhau. PI mà lớn hơn một thì có nghĩa là một đồng đi ra, một đồng đi vào, một đồng đi ra thì nhỏ hơn một đồng đi vào. Mình bỏ ra thì sẽ nhỏ hơn là cái mà mình nhận được, nên chấp nhận dự án. Rồi BI mà nếu mà nhỏ hơn một thì bác bỏ dự án. Ngược lại, mình bỏ ra nhiều hơn cái mình nhận được thì bác bỏ dự án. Bằng một thì mình bỏ ra bằng với mình nhận được, với cái suất chiết khấu mà mình muốn, có nghĩa là đúng với mình mong muốn.
Thì cũng có thể là như vậy, thì mình cũng thực hiện nó tương ứng với trường hợp NPV bằng 0 hay là IR bằng cái số thừa vốn đòi hỏi tối thiểu của nhà đầu tư. Thì nếu như mà mình so sánh các cái dự án loại trừ nhau dựa trên PI này thì mình cũng lại phải sử dụng cái phương pháp gia số đó. Tại vì chúng ta để ý trên cái công thức của PI là nó là một cái phép chia chứ nó không giống như NPV nó là một phép cộng. Nó cũng không giống như thời gian chiết khấu nó là một phép cộng. Mà những con số phần trăm đó thì mình đều phải sử dụng cái phương pháp gia tăng gia số đó cả. Như vậy thì chúng ta xong cái phần cái chi tiêu hiệu quả tài chính, chi tiêu hiệu quả tài chính. Hôm sau các cái nhóm này kia chúng ta sẽ sửa những cái bài tập này, sau đó chúng ta sẽ qua cái phần khác là cái phần hoạch định dự án. Hôm nay chúng ta kết thúc tại đây thôi.